Xin chào các quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay mình đi ngon đây, mình tình cờ mình ở khu vực đây mình mới biết. Ở khu huyện Sơn Tịnh mình thì chưa có người sửa xe đạp điện các bạn. Đây là chỗ xã Tịnh Bác các bạn. Ngay chỗ gần trường học cấp 3, ngay chỗ sân bóng của xã Tịnh Bác, gần ủy ban xã Tịnh Bác. Đó. Có này ảnh là trung tâm mua bán sửa chữa xe máy điện, xe đạp điện Quang Vũ các bạn. Đó, số điện thoại là 0903065577. Đó. Anh bé Sơn Tịnh Quảng Ngãi các bạn. Đó thì xe đạp điện anh để rất nhiều. Đó, phía trước đây anh đang sửa cho người ta đây. Ở đây là xe này đang sửa phải không? Đó, anh chủ cái tiệm sửa xe này các bạn. Xe đạp điện này. Mình cũng sửa xe máy nhưng mà mình không biết sửa xe đạp điện các bạn. Đó, lúc trước mình chỉ người ta đi Quảng Ngãi sửa thôi chứ khu vực mình không có, mà có anh này là rất tiện ích cho quê hương mình, cho các bạn muốn mua xe đạp điện để mình đi cho nó tiện. Đó, lợi xăng mà nó đó thì nó cũng phân khối nó là xe đạp điện, mình đi học nó chuẩn. Đó. Khỏi bàn lái bàn đồ gì hết. Đó, cái đây là cái xe, mấy cái xe đây là anh này anh để anh bón đó phải không? Đó. Đây các bạn ơi, mấy cái xe đạp điện đây. Đó, là anh để anh bón đây. Đó, mình đọt vào được luôn. Đó. Rất nhiều, 2 4 5 chiếc. Đó. Trong kia nữa các bạn ơi. Đó. Anh đoàn sửa xe cho người ta đó. Gió quả rồi anh sửa ở quê phải sửa anh gió nó mới rẻ hơn ở thành phố rồi. Thành phố mà tao phải mướn nhân viên nè, mướn mặt bằng nè, cô nè. Thì ta sửa phải giá cô, còn ảnh lò mai đây ở quê thì gió nó mới thấp hơn các bọn các anh chị. Các bọn các anh chị có con em mình có xe thì hư thì đem tới đây. Hả? Ở đây ví dụ như ta hư ti kêu tới nhà anh cũng đi luôn à. Đúng rồi, sửa tại nhà luôn. Đó, các bạn anh sửa tại nhà luôn các bạn ơi. Hả? Hư thì các bạn điện thoại, số điện thoại này. Đó. 0903 6 0903065577 đó. Đó, Quang Vũ. Đó, anh sửa xe để rất là nhiều. Anh chuyên xe đạp điện các bạn ơi. Mấy cái lon sơn này anh để anh bón luôn phải không? Xe đây cái đây cứ như anh để dọn xe thôi. Mấy cái lon sơn này để anh xịt. Bình điện rồi anh thay cho người ta rất là nhiều. Bình điện rồi anh tha nhiều quá mẹ. Dạ. Bình đây là mình tha cho anh ta đó phải không? Đúng rồi, tha tại nhà luôn. Đó. Các bạn thấy anh sửa cũng ở đây mà anh sửa khách cũng đông lắm ngàn đó. Bình điện mà anh thay mà anh để anh chắc đó. Mấy hòn mà nó cô vậy là các bạn biết anh sửa là khách cũng rất là đông. Đây là đây. Anh coi dây tháng rồi có luôn. Dây tháng. Đó. Cùng đồ đầy đủ hết. Không, bên đập điện là thiết bị đầy đủ hết. Máy ốc xe đập điện này dài dài coi vậy kiếm khó lắm nha các bạn. Thấy không, xe đập điện là nó có vậy. Nó chim xe đạp nè, yên nè, yên sau. Cái đây là yên sau, cũng có luôn. Không, đây là yên trước. Nếu các bạn bị rách, bị hư gì đó thì thay luôn. Đó, bờ gòa lốp. Bờ gòa lốp các bạn ơi. Đó, vỏ cũng có luôn. Đó, hai vỏ luôn. Có nghĩa là những cái đồ mà liên quan đến xe đạp điện là các anh ảnh có điều có thay các bạn. Đây là cái nhông, nhông trước có luôn này. Đó, đầy đủ hết. Huh?
Có xe này y như cái bánh xe rất lớn, y như xét xe xe quay các bạn, thấy không? Đó. Y bánh y như chiếc lít chứ không một ruột nha. Đó. Ở bình nam cái bình rất lớn. Xe này nó bị lãm cổ à, vừa điện bị hư à, đèn không được. Hư à. Đó. Anh mới sửa đây 4 tháng thôi à. Anh mới lò ở đây 4 tháng các bạn. Nên mình ở đây mình cũng không biết. Hả? Mình cũng mới chạy ngon qua đây, công chuyện đi ngon qua đây thấy tiệm của ảnh. Nên mình quay lại mình chia sẻ cho các anh chị ở khu vực của mình biết, để mình tới xe mình xe đạp điện mình hư, mình tới đây mình sửa. Để mình khỏi chở đi Quảng Ngãi nó xa xui. Đó. Chở đi xa mà cộng cành rồi nhiều khi cũng ngon nữa, hỏi lỡ quẹt người ta nữa các anh chị các bạn. Mình chở xuống tầm bét đây, quẹt là điện số điện thoại đó anh tới nhà anh sửa này cho mình luôn. Đó. Tình Giang này là mình thấy ở Tình Giang chạy đi thẳng xuống dưới Quảng Ngãi là rất là nhiều, do không biết còn mướn xe ba gót rồi chở đi đó. Cho nên các anh chị các bạn hãy đem xe tới đây là sửa là khỏe rồi, khỏi đi đâu xa. Có nghĩa là xe đạp điện là hư có vấn đề gì anh cũng sửa được hết nha. Đó, có nghĩa là anh sửa tất cả những cái gì mà liên quan với xe đạp điện là anh sửa được hết các bạn. Đó. Xe đạp điện rất là khó sửa. Đó, phải biết rành bên điện. Đó. Nó thuộc về điện tử các bạn ơi. Cho nên là phải biết điện tử mới sửa được, cho nó rất là khó. Phải chuyên ôm hiểu bên là xe đạp điện. Đó, dây điện rồi anh mở ra thấy không? Đó, mở ra anh lòm nè, dây này mới, nếu mà thay dây điện, dây mới luôn. Đó, xe này rất đẹp nha. Xe này cái đầu nó rất đẹp như có con vậy các bạn ơi, thấy không? Đèn led luôn nè. Đó, đèn ở trên đèn led luôn, cái dòng đèn này ấn luôn nè. Rất đẹp xe đây. Xe đây giống xe mới của anh. Lộn bộ. Xe độ à, xe đây xe độ các bạn ơi, xe độ này thấy không, tháng dầu đó, có dầu tháng trước đó, cái tháng này cũng rất đẹp thấy không, đây đó, tay tháng này qua này rất đẹp thấy không, kiểu kiểu đồng hoàng thấy không đó, xe đây độ nghe đó, tháng đĩa đồng hoàng phía sau đó, phía sau có hai bồ, hai cái bồ đây. Đó, sau này có hai cái bùa này rất đẹp thấy không? Đó. Xe đây xe độ nghe các bạn ơi. Đó. Giòn nó rất cao. Chở đi chở trước hai người, sau một người nữa vẫn được, chở ba người vẫn được. Đó. Có đồng hồ đàng hoàng, đồng hồ điện tử phía trước. Nè. Như chiếc mô tô vậy á. Đó, khóa quá như xe con vậy các bạn ơi, ha. Đó, rất đẹp nha. Anh lòm ở đây thì xóm ngày nào cũng lòm đây sao? À, lễ chủ nhật thì anh lòm hết các bạn, ngày nào cũng lòm, lòm mấy thường thường mấy giờ tới mấy giờ anh nghỉ? 7 giờ tới 5 giờ chiều các bạn. Mà nếu như ngoài giờ nhiều khi bị hư ảnh vẫn tới nhà được phải không? Đó. Ở ngoài cái giờ là 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Đó, thì anh ở đây luôn này là tối nắng cửa. Đó, tối anh ở đây luôn các bạn. Đó, thì có gì các anh chị các bạn nhiều khi ở quê mình đi lòm đồng ruộng thì không rảnh thì mình có thể ở ngoài 5 giờ thì tới đây. Đó thì anh vẫn coi anh sửa cho rồi hoặc anh tới nhà anh sửa cho các bạn luôn. Xe đạp điện bo cái ly tì khó lòm lắm nhưng vẫn nghe
phải chiên à, phải chiên với tính tình phải nhẹ nhòn cái rất là tỉ mỉ, chỉ cần là nó xúc một cái dây điện thôi cũng khổ rồi. Đó, cho nên sửa xe đạp điện là anh mới có mấy hòn rồi ngon lành. Đó, cái xe này các bạn thấy cái quai nhẹ không? Đó. Xe này anh đang sửa người ta. Chiếc đầy cái bánh bánh đầy cũng không ruột luôn các bạn ơi, này không ruột nè, van nó quẹo quẹo nè. Ở đây này anh sửa xe đạp điện lần đầu tiên ở khu vực Tỉnh Bét của mình. Tỉnh Bét là ở mình rất là phát triển các bạn, có nhiều thứ dịch vụ mà bây giờ có là dịch vụ sửa xe đạp điện nữa là ở mình phát triển rất là tốt. Rồi thì nhắc lại lần nữa thì các bạn hãy gần trường cấp 3 xã Tỉnh Bét, gần sân bay Tỉnh Bét, gần Y Bon xã Tỉnh Bét. Cái đây nếu mà cái tiệm của anh cách Y Bon xã Tỉnh Bét thì cái cỡ là 20 mấy thôi. Rồi mình chia sẻ cái chỗ sửa xe trung tâm mua bán sửa xe tập điện của anh Quang Vũ ở xã Tỉnh Bét. Có gì các bạn thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng biết và ủng hộ cho anh Quang Vũ này. Anh cảm ơn các bạn rất nhiều.